Anh Hiếu ơi, còn sống hả anh? Quả thiệt là một điều kỳ tích. Tao chết rồi, tao chết rồi, không có còn kỳ tích cho mày nữa đâu. Hello mấy bạn nào đây coi livestream của mình nha. Tiện tay mấy bạn nhớ đi xuống điếu cho mình. Ngồi một cục ở đây nó hỏi còn sống hả? Đúng là điều thần kỳ. Đó, tôi mới vừa qua được cái cửa tử sau khi tôi đọc content của ông đó ông nội tôi ơi. Ông biến giùm tôi đi, tôi mệt lắm thiệt luôn á. Trời ơi là trời, con người thì sống thì cũng phải có lương tâm xíu đi ông. Anh Hiếu ơi, tối hôm qua em thấy anh Hiếu lên phòng 303 với lại ông cụ 80 tuổi. Trời ơi là trời, em ơi, cái đó em bị ghép vô cái tội vu khống đó nha em. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nói cái gì thì phải nói đúng sự thật. Ông đó 90 rồi nha em, chứ không phải 80 nha. Ảo thật đấy. Tắt livestream đi nhanh kem đi ỉa. Trời ơi mấy ba má đó thiệt, mấy bữa tao để cái tả ở đây mà nay tao dẹp rồi, hên cho mày á. Nha, đi ỉa đi má, ngày nào má vô má coi livestream con má cũng ỉa đó. Bớt ăn sicula lại đi em. Ngày nào mày cũng ăn sicula hết rồi, mày ỉa từ ngày này qua ngày khác, ỉa từ năm này qua năm khác, ỉa từ kiếp này qua kiếp khác. Hello Trần Tuấn Kiệt nha. Anh Hiếu ơi, anh nói nhiều như vậy thì anh đừng có uống nước đá nha. Anh Hiếu ơi, không tốt cho cổ họng đâu ạ. Anh cảm ơn em nhiều nha Kim Thanh, Kim Thanh Châu ơi. Thiệt á, em nói vậy còn đỡ em. Mấy quỷ nó vô vậy nè. Anh Hiếu ơi, nghe nói anh Hiếu bị đau họng á. Anh Hiếu ơi, em chỉ anh Hiếu cách này hết đau họng nè. Anh Hiếu ơi, gọt xài, lấy sầu riêng, lấy vỏ đó anh ăn nhiều vô. Em nghe nói ăn vậy ngon á, chứ đâu có hết đau họng đâu, biết đâu chỉ. Trời ơi là trời. Làm bữa đó ghi lại trong giấy nữa, ghi lại trong giấy các kiểu nữa. Chốt câu cuối ăn cho ngon thôi. Hello Hình Huy, hello em, còn nữa, đúng rồi còn nữa. Anh Hiếu ơi, nếu mà anh đau họng vậy đó, anh Hiếu ơi, lấy chanh nóng mật ong gì đó, anh pha lại, anh quậy, anh bỏ thêm miếng đường nha. Nếu mà anh uống mà kiểu như xạ lạc á, thì anh bỏ thêm một chút xíu đường, và muốn uống ngon hơn nữa thì anh đổ đá vô, qua pha xong rồi anh đổ đi nha anh, chứ uống cũng ngon thôi à. Trời ơi là trời. Cảm ơn em nha, cảm ơn mấy bác sĩ online nha. Anh là nam hay nữ vậy anh? Em ơi, anh không phải con trai, cũng không phải con gái đâu nha. Bạch Gia Phúc ơi, em dành xuống giữa hai chân em đi. Anh là cái con đó đó. Anh ơi, con trai ế lâu có được gọi là thiếu nữ không anh? Có. Con trai ế lâu gọi là thiếu nữ nha Trần Lan Nguyên ơi. Giáo viên đi dạy ông học online mà học sinh nó không lên nó học online thì giáo viên mất dạy. Bà bầu mới mang bầu đi đẻ lần đầu tiên ta gọi bả là học sinh. Hai đứa bị cận quýnh nhau gọi là cận chiến. Hai họa sĩ quýnh nhau gọi là chiến tranh. Anh lấy chồng chưa anh? Hello bạn Nguyễn Lê Quang Huy nha. Em ơi, mấy bữa anh có về nhà chồng anh rồi em, hồi đầu tháng á, nhưng mà về cái lúc đêm động phòng á, chồng anh dở ra anh còn bự hơn nó nữa, đuổi anh về. Hello Vũ Tường nha, nhét cái cục bò viên vô cái lỗ mũi đi anh. Bà nội với bà nội, sao bà không kêu con nhét cái cục bò viên của con vô cái lỗ ghèn con nè. Bà nội với bà làm cho con diễn viên siết chuyên nghiệp vậy. Con mà diễn viên siết chuyên nghiệp là mấy bữa con lấy trái sầu riêng con nhét vô cái lương tâm má rồi. Anh Hiếu ơi, hướng dẫn mọi người cách đeo bao cao su trên kênh livestream đi anh. Em ơi, sao em không đi học? Tao mệt thiệt luôn á. Em ơi, đi học giáo dục giới tính đi em, người ta sẽ chỉ em. Sắp tới ngày 15 tây đi quay trở lại nha, anh hướng dẫn mọi người cách đeo bao cao su cho trái sầu riêng. Không biết nó lủng mấy lỗ thôi. Hello Tấn Đại, hello Lê Huy, hello bà. Nhìn anh Hiếu đẹp trai và manly quá, anh Hiếu bến tàu. Cảm ơn Đỗ Trường nha, cái tàu của anh đang đậu ngoài Đà Nẵng em. Khi nào mà em có nhu cầu về với lại hành tinh mẹ của em, anh nói em vỗ neo tàu, anh chở em đi nha. Okay. Có cái miệng xài hoài của mẹ này. Bà nội ơi, mốt bà đi đái, bà đái xong lần bà dục luôn cái cơ quan sinh dục nam của bà đi bà. Hello Hoàng Nguyễn nha, hello em, chửi em đi anh Hiếu. Đồ con Tân Vĩnh Dũng ôm lòi yêu nghiệt bà đậu VIP nộp môn. Đọc bình luận của em chi. Trời ơi là trời. Mấy bữa nay tao tưởng là tao thoát được cái kiếp nạn cái bình luận này mà giờ nó vẫn quay trở lại. Cứ tối ngày. Anh Hiếu ơi, gấp lắm rồi, đừng đọc bình luận em chi vậy. Anh Hiếu ơi, em comment ra cho anh Hiếu biết là anh đừng đọc bình luận này. Trời ơi là trời, nó ám ảnh ta không biết tới bao giờ nữa. 12 seconds later. Hello Minh Thiên, hello em, một con vịt sao xòe đang hai cái cánh vậy anh? Hỏi luôn, nó hỏi tao hoài luôn. Em ơi, cảm ơn em nhiều nha em. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi em, bữa nào mà nó xòe ra hai cái trứng cút mà lòng đào á, em quay vô đây mát. Hello Linh Nguyễn, hello em, anh Hiếu ơi kết bạn Yahoo với em đi anh Hiếu ơi. Nick em là rượt theo con chó tưởng đó là em. Trời ơi là trời. Nick Yahoo hay đó em. Em gửi lời kết bạn qua Yahoo anh đi nha. Yahoo của anh là công chúa ỉa chải 567. Hello Trường Nhật, hello em. Không biết cái nickname của đứa nào ghê hơn đứa nào à nha. Hello Vũ Tường nha, anh Hiếu ơi, anh vừa bú con chó vừa chào em đi anh. Nếu nào em đi lon ơi. Chị ông nâu sao màu nâu vậy anh? Em ơi, lúc đầu chị ông nâu của em màu trắng á, mà chị ông nâu của em bay mà không nhìn đường, bay vô cái nách của em á nha. Bay ra nó bị ướt nhẹp nên thành màu nâu của em. Giờ chị ông nâu màu nâu nó cũng hỏi tao là tại sao màu nâu nữa. Đâu đỡ nổi đâu. Cảm ơn em nhiều nha em.
mà chị ông nâu của em bị bắt rồi em. Mấy bữa chị ông nâu của em tổ chức đường dây môi giới lắc xí ngầu đổ bầu cua mới bị bắt ngày hôm qua. Sắp tới anh đi bảo lãnh chị ông nâu này, có tiền ủng hộ cho anh đi em. Số tài khoản 123456 GWK. Anh ơi, mình coi Chuyển động 24 giờ mà sao cái tivi đứng yên vậy anh? Mốt mày coi Chuyển động 24 giờ mày coi mày lắc vậy nè, mày đứng mày lắc cho nó giống như Chuyển động 24 giờ. Mốt mà đi qua thăm nhà người lớn em, chẳng hạn như nhà mà cô gì anh chị em chú bác gì đó mà thấy người ta đang coi Chuyển động 24 giờ mà cái tivi nó không di chuyển, nó lắc người người ta luôn. Ok, hello Nguyễn Phú Quý, hello em. Anh Hiếu anh nói ít thôi cho bà ngoại em tập tạ. Em ơi, ngoại em ở chung với em chắc ngoại em cọc lắm á em. Ngoại em đang cố gắng tập tạ để cho mà ngoại em đô lên cỡ hai con chuột á, rồi lúc em ngủ ngoại em vọng vô cái lương tâm em. Em biến giùm anh đi, cho anh gửi lời đến ngoại nha, nói ngoại giữ sức khỏe nha em. Căn bậc 2 của 1678 là bao nhiêu vậy anh? Ông nâu, chị ông nâu nâu, mày đưa cho tao cái đại bác coi ông nâu. Thằng quỷ này chứ thiệt, tao phải bắn nó mới vừa chứ quỷ này tao đỡ nó không nổi nữa. Bà nội căn bậc 2 của 1678 là má đó má. Hello anh Rambo. Trời ơi là trời, cảm ơn em nha Học Nguyễn ơi. Em đi ra khỏi kênh livestream của anh Rambo đi nha. Na Rambo của em không có còn mà vui vẻ như trước nữa đâu em. Chọc anh Rambo của em lấy súng bắn em đó em. Hello Nguyễn Thắng nha, hello em. Ngủ đi anh Hiếu ơi, livestream hoài. Rồi xin lỗi má nha má, gì cũng con hết á. Ngủ đi bà nội ơi, bà ghê quá. A few moments later. Hello Thúy An, hello em. Chị ông nâu bay đi đâu vậy anh? Em ơi, chị ông nâu bay vô cái lương tâm của em rồi em. Chừng nào em mở cái lương tâm em rộng rộng ra cho chị ông nâu của anh chui ra đi em ơi. Mày tha cho chị ông nâu của tao đi. Ok. Hello Đặng Khương, hello em. Anh Hiếu ơi, tại sao con bướm sinh lại đa tình vậy anh? Trời ơi là trời, tôi mệt thiệt luôn á trời ơi. Má ơi má, con là Hiếu Lê Bà Lăng chứ con không phải là Hiếu Hiếu Hồ Quang của má nha. Con không biết sao con bướm đa tình nữa nha. Bướm này thiệt mần phiền, thiệt bướm này không có thủy chung. Hello Hiếu Đầu Môi. Rồi hello em, anh Hiếu ơi cười đi anh. Hello em. Anh Hiếu ơi, uống thuốc kháng sinh có phải là thuốc chống thai không anh? Ờ ha mấy fan. Ờ đúng rồi ta, thuốc kháng sinh là phải thuốc chống thai của mấy fan. Thằng này hỏi hay thiệt. Em ơi, nhân dịp á sắp tới em, nhà anh chuẩn bị mở tiệm khai trương tiệm thuốc á, có gì em qua em test thử nhầm nhà anh nha. Một tay thì nhà anh bán thuốc rầy, qua uống thử coi nó có hiệu nghiệm không em nha. Năm tay thì nhà anh bán thuốc nổ, qua uống thử coi nó nổ không em. Còn mà 15 tay lộn 30 tay thì nhà cuối tháng á, nhà anh mở tiệm khai trương bán thuốc ngừa thai. Mày thử hết giùm tao đi, gì cũng vô hỏi đó. Xem like từ đầu tới giờ chỉ ước được đục vô cái mỏ anh Hiếu. Trời ơi là trời. Thôi em ơi đừng đục vô cái mỏ anh. Đánh lên cái đầu anh đi em. Nè đánh lên cái đầu anh đi. Ủa lộn lộn, đánh lên cái đầu anh đi lộn. Xin lỗi nha. Hello Việt Hoàng Dương, hello Đình Nhân Lê, hello em. Không gào thét tên em trong sự đau đớn là giật lông đó. Trời ơi là trời, mày hết lông mày bứt rồi hả con quỷ khốn nạn này thiệt chứ. Hello Nguyễn Bảo nha, sao em comment không rip mà nãy giờ em có comment gì đâu rip. Trời ơi là trời, đất ơi là trời, má ơi má. Thôi mệt quá không nói chuyện nha. Cảm ơn em nha em, anh với em không cùng đẳng cấp rồi. Anh xin lỗi em vì nãy giờ em không có comment mà anh không rip nha. Anh Hiếu ơi anh hớt máy xéo đầu đinh đi anh. Ủa? Ủa em? Trời nó thiệt, máy xéo mà đầu đinh là máy xéo sao vậy ta? Máy xéo mà đầu đinh. Đầu đinh xéo kiểu nào? Trời ơi là trời. Đầu đinh nó xéo ở khúc nào ta? Em ơi, đầu đinh giờ á anh cắt đầu đinh giờ anh xéo qua trái hay là anh xéo qua phải em? Hay xéo lên trên được không? Má nó giờ đầu đinh mà cắt phải xéo. Trời, nó ngứa thiệt luôn. Tao đọc bình luận nó mà tao ngứa luôn á. Cảm ơn em nha em. Hello Nhân đang quạo, hello em giả bộ làm mình mẩy, làm mình là mẩy coi anh Hiếu ơi. Coi livestream không like gì trơn á. Giận luôn á. Ai coi livestream này mà chưa like. Giận luôn nha. Anh Hiếu ơi, anh là một streamer đã ngu xấu, ốc lại còn thêm cái tật xạo nữa anh Hiếu lên bà lăng. Nó chửi thiệt á, nó chửi tao nói mày, nó chửi không khác gì một con chó rách trên kênh livestream hết. Trời mày nhận xét cái gì mà mày nhận xét? Trời ơi là trời, mày nhận xét mày vừa vừa phải phải thôi, đâu có cần phải thẳng thắn vậy đâu má. Mốt nhận xét mé mé đi nha, nhận xét đi đường hẻm đi, mày đi đường chính tao đỡ mày không nổi. Mày ác với tao, mày ác cũng vừa vừa tao chứ. Anh Hiếu ơi anh dễ thương quá, lên phòng 303 đi em. Em ơi, em khen anh dễ thương nhằm nhò cho em. Trên kênh livestream này á anh được rất nhiều người khen dễ thương rồi, chẳng hạn như là ông cố nội của quỷ kia bữa nó khen.
Anh Hiếu ơi, ông cố nội em nói Hiếu dễ thương quá kìa, múp quá, nhìn múp quá. À, ông cố nội em hỏi có nước không anh? Có, lên phòng 303 đi, anh rót nước cho húp. Lên chảnh đi nha em. Ok. Anh Hiếu ơi, anh làm cái content, anh chạy qua nhà bà Bảy, anh chùm ba bố bà Bảy rồi anh chối tay chối chân bà Bảy lại rồi anh cạo lông nách bả đi anh. Trời, trời đất ơi là trời. Thôi mày biến giùm tao đi con Nguyễn Đại Vĩ ơi. Trời ơi, làm gì khủng bố dữ vậy má. Trời ơi, chối tay chối chân bịt miệng lại làm gì cũng làm cạo lông nách. Đỉnh thiệt, tao đỡ mày không nổi luôn á. Hello Lê Thảo, hello em. Top 5 thứ không nên đem vào phòng tháng 10 rút kinh nghiệm nha. Máy bay, khinh khí cầu, xe tăng, xe lửa, xe ô tô. Ủa em ơi, đi thi đương nhiên mấy cái đó không mang theo là đúng rồi em. Có ai đi thi mang xe tăng không trời? Có ai đi thi mà đi bằng khinh khí cầu không? Trời ơi là trời. Rồi cảm ơn em nha em. Cảm ơn 5 điều không nên mang khi đi thi nha.